Dạ rồi, em xin phép chào chị nhé. Chị có thể giới thiệu là chị tên là gì? Chị Cao Hồng Thắm. Chị Thắm là nhà ở đâu? Nhà ở Cà Mau. Ở Cà Mau. Vậy là chị mới từ Cà Mau chị về Bình Dương hay sao? Chị Cà Mau chị lên làm ở chị ở quận 7. À, thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Đi tìm cháu. Tìm cháu. Cháu là cháu bên nào, bên nội hay bên Cháu ngoại? bên ngoại, cháu con của người chị. Kêu chị bằng gì? Cháu của chị tên gì? Nguyễn Văn Mến. Nguyễn Văn Mến ha, tên dễ thương ha. Em Mến này là nhiêu tuổi rồi chị? Sinh mùng một ngàn một 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 chín chín một mươi chín chín mươi chín 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 lộn 1999. Năm nay là 25 tuổi rồi. Bỏ nhà đi ngày nào ạ? đi ngày tám Ngày 8 tháng mấy? ngày tám tháng tư nay là 14. À, vậy là mới bỏ đi được 6 ngày. Mới đi 6 ngày. Chị có thể chia sẻ cái lý do cái sự việc cháu của mình bỏ đi như thế nào và ở đâu? Nó ở chung với chị xong là sáng nó nói là nó đi làm đi theo xe trái cây. À, chị mới hỏi là mày có quen không mà đi. Nó nói là có thằng bạn gì đó làm nay được tháng mấy rồi. Hỏi chị có làm chung không, nó nói không, tại thằng đó là đi xe riêng, nó đi xe riêng. À, bà chủ đó cho xe, cái chị mới nói rồi đi rồi sao quá rồi sao. Nó nói là đi đi con qua bên đó, xe qua rước con. Là qua đâu làm ạ? Nó nói cái chị mới hỏi là làm giữa trái cây đó đâu quen không. Nó nói là làm ở quận 12. Bà chủ nó là kêu con qua bển làm ở quận 12 mà con thấy xa quá. Cái nói thôi xa quá mà đi gì. Rồi nó nói là bả nói là cho xe qua rước. Dạ, bây giờ chị cho em hỏi này. Hôm nay là chị về đây với ai? Đi với cháu. Vậy rồi ba mẹ của bé này đâu? Ba với mẹ nó thôi rồi. Thôi nhau. Dạ. Lâu chưa chị? Cũng 2 năm, hơn 2 năm vậy. Dạ, vậy là trước kia là cháu của chị là ở Cà Mau, Đúng rồi. mới lên quận 7 thành phố Hồ Chí Minh với cùng với chị đúng không ạ? Nó chị lên trước, nó lên sau, nó lên nay ơi là mai lần tháng đó. Lên chị là ngày 15 tây. Vậy là hai dì cháu Hai dì cháu. ở đấy là ở trọ hay ở nhà? Ở chỗ. Và cụ thể là chị làm công việc gì ở thành phố Hồ Chí Minh? Mấy bữa chị làm công ty. Rồi kiểu đăng ca làm. Rồi chị mới nói mấy lúc trước là chị rủ nó lên buôn bán với chị. Dạ. Rồi xong rồi cái bán mà đô thị nó dí quá chị mới vô làm công ty. Dạ. Rồi Rồi sau chị đó thì chị có thể là nói cháu của mình ở quê để lên làm cùng với chị đúng không? Đúng rồi. Sau đó thì cháu lên thì được khoảng bao lâu thì xảy ra sự việc như thế này? Thì cháu lên đây đâu 3 tuần vậy đó. Rồi xong rồi nó đi hồi thứ hai tuần rồi đó. À, vậy là lên ở với chị. Rồi nói chung Có làm công việc gì chưa ạ? chưa, bữa giờ lên cái làm công ty. Nó công ty là kiếm mà đợi mẹ nó gửi hồ sơ lên làm. Rồi nó tính xin vô cái quán cà phê gần nhà đó làm. Rồi giờ cái nó nói chị nó nói tính lên hai vợ cháu kiếm chỗ buôn bán lại. Tại vì làm công ty thì đứng đầu đó chị kiểu đứng lâu tăng ca đó chị làm cũng được nhưng mà nó hơi mệt. Thì chị Mà nói thôi hai vợ cháu kiếm buôn bán rồi kiểu bên kia người ta cũng nói để kiếm chỗ cho chị bán đó. dạ Rồi tính hai vợ cháu bán. Rồi thấy đợi bên kia kiếm lâu chị nói thôi đi làm công ty. Rồi sao nó không biết là bữa tức là nay vậy là nó cháu của chị lên trên chỗ mình 3 tuần nhưng mà chưa có làm gì đúng không? chưa. Vậy là ăn ở không? Và sau đó thì có quen biết một người bạn đúng không ạ? Có chị có không biết là nghe bạn mà nó nói là chị nó nói là ngày mai nó đi làm. Cái chị hỏi làm ở đâu, nó mới nói là làm bên giữa trái cây bên quận 12 đó. Rồi chị hỏi rồi có quen không mà đi làm. Nó nói là quen. À, có thằng đó ở dưới cũng lên làm nay tháng mấy rồi. Rồi con với nó mà đi xe riêng chứ không có đi xe chung tại vì bà chủ nó có nhiều xe. Vậy là trước, ví dụ ngày hôm nay bỏ đi thì ngày hôm qua là có tâm sự với chị là muốn đi làm. Nó còn không đi sáng tối nó mấy chị đi công chuyện đó, nó mới chạy nó nói gì tám mà còn tiền không đưa cho con mấy trăm bỏ túi mai con đi làm. Rồi chị mới hỏi chứ làm gì. Nó nói thì làm giữa trái cây đó. Thì chị chỉ nghe nó nói chuyện điện thoại với bà nội nó thôi chứ nó không nói với chị. Rồi xong nó nói vậy đó. Rồi chị mới hỏi rồi có quen không đi làm để chút đi rồi về nói. Rồi tối về chị với nó mới hai gì cháu mới ngồi nói chuyện. Rồi nó mới nói vậy đó. Rồi chị mới nói rồi có quen không mà làm. Nó nói chứ thằng đó làm bên đó tháng mấy rồi rồi kêu con qua làm chung. Dạ. À, thằng đó thằng bạn ở dưới nó cũng ở dưới lên làm. Có chia sẻ rằng cái công việc đó nhiều tiền không chị? Thì nó nói là đi bốc vác trái cây đó một tuần là 3,5 triệu. Một tuần 3 triệu rưỡi 3,5 triệu mỗi tuần lãnh lương lần rồi người ta cho nghỉ một ngày xả hơi. Cái chị mới nói là làm trái cây rồi mày làm nổi không, tại vì nó ngay trong mình nó cũng có cái bệnh. Rồi chị mới nói chứ rồi làm trái cây làm nổi không. Nó nói là làm bốc vác nó có 20 mấy ký à,
rồi đi á, như á, bỏ mối trái cây á, đi 2 ngày đi giao trái cây đi lấy á, rồi về giao, rồi một tuần là cho nghỉ một ngày vậy một đó, tuần 3,5 triệu mà một tháng là 4 tuần à, vị chi là cũng là 14-15 triệu rồi. Thì nó nói là như tháng á, là được mà được 14 triệu, đúng thôi, rồi đi làm 4,3, 12, 4,5, 20 thì nó nói là trừ ra mấy ngày nghỉ đó, vậy là đi luôn. Rồi sáng đó là lúc nó đi là tầm 8:15 á, tại vì chị mới hỏi, rồi nó nói xe lại rước, chị hỏi là mấy giờ xe mới lại rước, cái nó mới nói là 8 giờ, cái chị nói thì vậy thôi ngủ sớm đi, rồi mà đi làm á sao ta hồi hộp á, có quen hôm đó nói thằng kia làm tháng mấy rồi, tháng mấy đúng không ạ. Rồi sáng á cái chị mới ngủ thức dậy đó, chị với nó mới ngồi hỏi rồi mến nay con đi làm nổi không, nghe không nổi thì thôi đi, nó nói người ta đi làm mà nói gì trời kệ đi, con làm nổi có 20 mấy ký là con làm nổi. Rồi thấy nó, tại vì nói chung là con cháu thì con cháu, như kiểu cái tánh nó cũng mấy, chị cũng không có nói nhiều. Chị trước giờ em hỏi thật chị này một điều này, trước giờ chị đã nghe nói về cái vụ việc việc nhẹ lương cao Campuchia chưa, chị có thì biết chị không? Chị cũng thấy trên mạng đồ đăng gì đó, rồi chị cũng sợ, rồi nó nói là cái thằng kia là quen, thằng kia là làm một tháng mấy rồi, là thằng cũng ở dưới quê đi lên làm, nó nói vậy đó. Chị có, chị đã xem chưa, em hỏi thật chị xem những cái video đó chưa? Thì hôm bữa là chị cũng xem có clip bé gái cái gì Thúy đó là đăng, nó nói là lên xe nó cũng chở đi lại là chỗ trung tâm việc làm, rồi xong rồi lên xe cho uống chai nước, rồi á là tỉnh dậy là đang ở bên kia. Và chị có biết các chiêu trò của bọn chúng nó lừa đảo bằng cách nào không, chị biết không? Thì chị cũng không có gần đó, thì chị nó có rất nhiều chiêu trò để lừa đảo. Thứ nhất, nó có thể là, bây giờ để em phân tích một cái câu chuyện đơn giản cho chị dễ hiểu ha. Bây giờ ví dụ đi, nó lừa được cháu nhà mình qua đấy, nó bắt chính cháu nhà mình sẽ lừa những người bạn của cháu nhà mình tiếp theo đó, thì cái người bạn kia là lừa, đang lừa lừa cháu nhà mình ấy. Nếu mà cái chuyện này xảy ra thật sự, hình thức nó là như vậy đấy. Ví dụ chẳng hạn đi, bây giờ em với bé này, em là bạn của bé này đi, mà họ bắt em qua đấy được rồi, thì họ sẽ bắt ép em sẽ lừa bằng được bé này qua. Thì em nói đơn giản, bây giờ em nói với bé này, bây giờ là tao qua đấy tao làm được tháng 2 tháng rồi, mà một tháng 20-30 triệu, làm công việc nhẹ lắm, ngồi bấm máy tính làm đá lắm chẳng hạn, ví dụ vậy. Hoặc là tao qua đây là tao làm công việc chẳng hạn như là buôn bán trái cây đó, làm tháng 10-20 triệu mà làm nhẹ lắm, sướng lắm, bé này chắc chắn sẽ tin 100% luôn, sẽ bị dụ dỗ qua luôn. Cái hình thức là như vậy, muôn vàn kiểu lý do để mà lừa. Như cái trường hợp của chị nói cũng có luôn, là ra uống một ly nước xong rồi đó là ngủ dậy, là thức tỉnh, khi mà thức tỉnh là đang ở bên nước bạn luôn này. Đó. Thì hôm bữa là chị cũng quay cái clip đó, là chị cũng thấy vậy đó. Mình có khuyên, mình có nói với cháu của mình cái sự việc Campuchia không? Chị có nói không, có nói mà chị nói mến ơi, bây giờ làm mà có quen không mà làm, nó mới nói là thằng này bạn con làm rồi tháng mấy rồi quen con mới đi. Rồi chị mới nói vậy, chị nói là không quen mà đi làm lại quắc, nó nói thằng bạn nó là có đi làm rồi, làm tháng mấy rồi. Tức nó là trước lúc đó gia đình nhà mình có xảy ra cái vấn đề gì không ạ? Không, cũng bình thường à. Có ai la dày gì em trai này không? Không. Tức là mọi chuyện đều bình thường. Bình thường mà nó ngay nó lên đây nó tâm sự, mà nó không tâm sự với chị mà dạ, tâm sự với ý ở gần đó, là nói là nó muốn lên đây làm, nó kiếm tiền gì phụ mẹ nó trả nợ. Kiếm tiền và đặc biệt rằng muốn kiếm rất nhiều tiền, đúng không? Tại vì nó nói như cha nó thôi ra vậy đó mà mẹ nó để nợ lại hứa trả đó mà trả nó không trả. Rồi để nợ cho mẹ nó trả, nó cũng đi làm kiếm tiền thì trả nợ cho mẹ nó, nhưng mà nó không tâm sự với gì mà lại nó tâm sự với thằng kia. Có thể rằng là em trai này mang trong mình một cái nỗi buồn và một cái nỗi niềm, có thể rằng là ba mẹ thôi nhau. Mẹ nhìn thấy mẹ sống cái cảnh đau khổ. Chị cho em hỏi một cái điều tế nhị là mẹ của bé này đã có gia đình mới chưa? Mẹ nó cũng có gia đình mới rồi, cha nó cũng có gia đình mới rồi. À, tức là cha đều có vợ mới và bởi vì mẹ đều có chồng bé mới. Nhỏ là không có đi lên đây được đó. Bữa mẹ nó có điện cho anh Thải, anh Thải nói là kêu mẹ nó lên gặp mặt, nhưng mà mẹ nó có em nhỏ nó không có đi được. Vậy là em trai này có thể là cháu của chị á, mang rất nhiều tâm sự đấy. Và có thể là có một cái quyết tâm rằng là muốn đi kiếm thật nhiều tiền để về thay đổi tất cả mọi thứ. Có thể là cái tuổi thơ, cái hoàn cảnh em trai này sống rất là thiếu thốn về cái tình cảm của cả cha và lẫn mẹ, và đôi khi về kinh tế nó cũng eo hẹp ấy. Nên mà bây giờ thì em trai có thể mang trong người những cái suy nghĩ quyết tâm chẳng hạn vậy, muốn đi thật xa đi làm kiếm được nhiều tiền để về thay đổi số phận. Hôm bữa đó là chị cũng không biết, nhưng nó không tâm sự với chị. Rồi hôm bữa nó mới xảy ra chuyện nè, rồi cái thằng đó nó tâm sự đó, rồi thằng đó nó mới nói cho chị nghe, nó là mến có nói với nó vậy đó. Rồi nó mới nói là thôi á, đi lên đây kệ đi làm, như kiểu kiếm buôn chỗ buôn bán này, thằng đó nó cũng kiếm chỗ giùm cho chị đó, đang buôn bán đây cho mến nó kiếm tiền, nghe nó nói gì đó. Vậy là trong quá trình là 6 ngày trời qua là cháu không liên hệ về nhà luôn? Không,
Mà lên đó là gì, có la dày gì cháu không? Không, trời ơi, tôi đâu có la gì hết đâu. Mình quan sát những cái ngày gần gần ngày mùng 8 có biểu hiện gì bất thường không cháu mình á? Có thấy nó nằm nó buồn buồn, cái chị mới Buồn hỏi thế chứ à? làm gì buồn vậy, nó nói con nhức đầu. Cái nó nhức đầu thì mua thuốc uống đi. Vậy là chắc có chuyện gì rồi. À, rồi trong chị nói gì đó mà nói chung là mỗi bữa là nó cười ấy, cái chị còn chọc nó, chị nói ê ta đi sáng giờ mày không đi kiếm tao, cái nó cười. Rồi cái đầu chị mới hỏi chứ sao bữa nay mặc bí xị bù heo vậy mày, nói con nhức đầu. Rồi chị mới nói nhức đầu vậy con đi mua thuốc uống đi, chị mới nói vậy đó. Cái nó nói để chút mua. Có thể rằng cái thời điểm vừa rồi đó là cháu mình có thể có những cái suy nghĩ, hoặc là có thể cái sự phân vân, một là đi hay là không đi, hoặc làm hay không làm, Thì nói chung hoặc là cái chuyện là buồn về gia đình, nghĩ về, nói chung là rất nhiều thứ. Đôi khi thì cái cảm xúc của em nó thì mình cũng không thể hiểu hết được. thì Và bởi ở vì trong cái câu chuyện nhà mình thì ở đây là mình suy đoán để mình biết cách biết hướng thôi. Bây giờ là chị rất sợ. chị rất Đúng rồi. sợ, sợ nó là quán gì bên kia. Còn miễn như ở đây á, nó cũng có bạn, hôm bữa cũng dắt bạn trai về phòng đó. Mà chị là nghĩ khác, chị có nghĩ có khi nào nó đi với thằng bạn nó không, Bạn trai là bạn trai như thế nào? chị cũng không biết nữa. Tại vì nó đâu có tâm sự với chị, thì nó lên đây Chị nó chỉ bây giờ em hỏi chị này, khi mà chị về chị nhìn thấy cái biểu hiện thì như thế nào? Hai người bạn thân nó khác nhau, hai người bạn bè bình thường khác nhau, và hai người nếu mà bạn trai có tình cảm với nhau nó hoàn toàn khác nhau. Mình nhìn phát mình biết liền này. thì Thấy chắc cháu nhà chị mình bây giờ như thế nào này, có cứng không? Cháu nhà mình có cứng, mình cứ nói thật đi, không có sao hết trơn á. thì chị không biết nói sao đây. Thì thấy nó lên nó hỏi đi đâu, nó đi uống cà phê với bạn. Thì nói chung là cái Ý chuyện ý của em là cái hành động, cái cử chỉ của cháu nhà mình có cứng rắn như người đàn ông bình thường không? Hay là mình lại quan niệm là cháu nhà mình khác? không, nó là nó quan niệm của nó là yếu mềm, mà tại vì nó là dạng nó Bây giờ em hỏi thật luôn nhát. nha, bởi vì như thế này anh em phải muốn biết rõ thông tin mà mình cũng không đánh dấu. Cháu nhà mình có thích con trai không? Thích nó con trai mà nó có dắt Thích bạn trai về nam đúng nhà. không? Tức là yêu con trai đúng không? Thì bởi vì nó đang yêu con trai nó em. Oh. Rồi cái đầu bên mẹ của cái thằng đó là bắt cái thằng đó về, cái chị mới nói nó À. buồn. Rồi chị mới kêu nó lên đây làm với chị. Thì Rồi ra là xong vậy. rồi nó lên đây là nó mới quen cái thằng bạn trai khác, là mới là hôm bữa nó cũng dắt vào phòng 2 lần. Nhưng mà chị cũng nay chị cũng không thấy rõ, mà tại vì bữa dắt về cũng dắt tối rồi, chị đưa ngủ trên gác á, chị nghe sao mà ai nói chuyện gù gì. Cái chị mới ló cái đầu ra dòm xuống thì chị thấy nói với thằng kia hai người đã uống trà sữa nói chuyện. Rồi chị thấy thôi kệ đi, thì nó nói chuyện Vậy là nó mới lên trên này mà đã quen được bạn trên này rồi hả? Hay là quen từ trước? chị cũng không biết là nó quen từ trước là lên đây mới quen. Nhưng mà nó dắt vào phòng là 2 lần, thì chị cũng nói thiệt là nó thích con trai chứ nó không có thích con gái. Cái đó bình thường chị ạ. Thì bởi vậy rồi Xã hội bây giờ là hiện đại rồi, công nhận thế giới thứ ba là bình thường. thì bởi vậy chị suy nghĩ là không biết là nó có đi với thằng bạn nó không hay là sao. Cũng có thể, À, bởi vì cho nên khi mà chị chia sẻ thêm cái thông tin này ra thì mọi chuyện nó lại khác chị ạ. thì bởi Giống vậy như con đường mình đi ban đầu mà cung cấp cái thông tin như vậy thì mình luôn suy nghĩ là khẳng định là cháu nhà mình bị lừa việc nhẹ lương cao. Nhưng mà khi mà chị cung cấp thêm cái thông tin này thì nó lại nhiều hướng khác lắm. Có thể là đi theo cái bạn này. tại vì nó nói chị có không biết cái chị mới hỏi chứ ủa thằng đó đâu mà mày dắt về vậy. Nó nói là thằng đó nhà nó cũng ở gần đây nè, nhà nó gần gần bên quận 2. Hỏi nhà thằng này làm gì, nó nói là nhà thằng này buôn bán với bán tạp hóa với bán thịt heo. Mình biết tên không chị? Chị cũng không biết tên nó, tại vì nó dắt về nó ngay dắt tối Nhà nó mình có mới camera không? có camera mà trong chủ trọ. Nhưng mà chị đâu có nhớ là nó lợi đó cái ngày nào đâu mà Ôi chị. trời ơi, phải nhớ được ngày nào để chiết xuất được cái hình ảnh cho anh em, để anh em biết cách biết hướng để mà xác định đi tìm. Chứ hồi lúc nó đi thì nó đi mà nên nó Vậy là gia đình nhà mình không có ai cấm cản đúng không ạ? không, Trước giờ đúng không? tại vì biết là tánh nó vậy rồi đâu có ai cấm cản đâu. Mà lúc trước nó cũng dắt thằng bạn trai nó về nhà ngoại ở nhà nội ở mẹ nó đâu cũng chấp Vậy nhận là mà. lần này gặp cái bạn này chưa chắc bạn này đã là người tốt đâu. Sợ rằng biết cháu nhà mình thích như vậy và có thể là đang có âm mưu hoặc kế hoạch gì đó đấy. Chị lại nghĩ khác, tại vì em này là nó mới có 20 tuổi à. Dạ. Vì tại vì nhà nó là ở trên đây, chị nghĩ là sợ nhiều khi là chắc bên sợ bên cha mẹ em này không chịu thì hai đứa nó dắt đi cũng không chừng, chị cũng không biết sao nữa. Cũng có thể xảy ra. Thì chị là chị ý nghĩ như vậy, mà rồi chị cũng đang phân vân là không biết là như vậy hay là nó sẽ bị lừa qua bên kia thì chị Nói không chung bây biết. giờ em sẽ phân tích cho chị hiểu dễ hơn. Nếu mà như vậy gia đình nhà mình không cấm, thứ nhất đi như vậy thì cháu nhà mình sẽ gọi điện báo về để gia đình yên tâm đúng không ạ? Không có lý do nào mà chặn hết số gia đình cũng như là không liên lạc về đúng không Thì ạ? bởi vì chị cũng không biết sao. Trước giờ là cháu nhà mình đã từng bỏ đi như vậy lần nào chưa? Chưa đúng không? Theo như bản thân chị, cháu nhà mình có ngoan không? Thì nói chung với
chị thì nó ngoan mà với ngoài thì đối sao thì chị cũng không biết, tại vì nó ngay hồi đó cho nó nói chuyện với chị thì nó cũng không có hỏng với chị. Nhưng mà người khác á, thì có khi nó hỏng theo bản tính, bản năng. Bản năng. Dạ. Theo từng trường hợp, từng hoàn cảnh, từng, trường hợp, chứ không từng phải câu là... chuyện diễn ra. Dạ rồi thì chị hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với cháu của mình, hy vọng cháu của mình xem được video này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Bữa nay con có xem được cái video này, con mau về với gia đình, vì đám với mẹ con trông con lắm, gia đình ai cũng trông con hết. Con có gì con liên lạc về nhà đi, ở nhà mọi người trông con lắm. Hy vọng rằng là em trai xem được video này, thấy gì của em về đây nhờ các chú, các anh đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi Bình Dương đi tìm em, thì em đang ở đâu đó, hãy sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Nếu có tâm tư, có nguyện vọng thì... hoặc là có cái nỗi niềm gì về thì cứ tâm sự với gia đình, bởi vì gia đình là luôn luôn là yêu thương em. Giờ nó làm gì cũng ủng hộ nó chứ không ai cấm cản. Đúng rồi, thế giới thứ ba là bình thường. Con trai yêu con trai là bình thường, con gái yêu thì con gái là bình thường. Giờ là ở nhà cũng bình thường với nó, chứ không ai cấm chị cản. Có xem những video clip mà hình như là diễn viên hay nghệ sĩ gì á ở miền Tây, hình như là em nhớ không nhầm là ở An Giang à. Hình như mới cưới nhau đấy, con gái với con gái đấy, bình thường mà. Thì bây giờ nói chung là xã hội bây giờ là nó bình thường, nhưng đối với gia đình chị nó cũng bình thường, tại vì nó cũng có dắt bạn trai về nhà rồi chứ đâu phải là không. Vậy là gia đình nhà mình tuyệt vời đó, còn một số gia đình thì vẫn không thể chấp nhận được cái chuyện đó. Nhưng mà qua cái sự việc này thì em cũng mong rằng tất cả các cô chú anh chị, đặc biệt là các bậc làm cha làm mẹ, các bậc phụ huynh hãy hiểu cho con em mình. Không ai muốn cái điều đó xảy ra. Gọi là cha mẹ sinh con nhưng mà trời sinh tính. Và cái thế giới thứ ba bây giờ là bình thường, thế giới thứ ba họ cũng là con người mà. Họ cũng có cảm xúc riêng của họ, họ cũng có tình yêu riêng của họ. Nên mà phải tôn trọng các con. Cho các con được cái quyền lựa chọn, cuộc sống là của các con, cái điều đó là rất bình thường. Nên mà mình đừng có khắt khe quá, mình đừng có suy nghĩ là con trai mày phải lấy vợ, con gái mày phải lấy chồng. Hãy để cho các con được sống theo theo các con đi. Thì nó nói đó. Chung nó cũng tâm sự với chị, hôm bữa chị ngồi vậy nó chơi với nó cái gì đó, cái xong nó nói chị mới nói thôi mày đi kiếm gì để nói dòng cho cha mày. Nó nói là nó hận ổng, hận ha, ổng không quan tâm đến nó gì đó. Cái chị nói thì kệ đi, mai mốt mày cũng sanh con nói dòng. Nó nói tám nghỉ hay con để có cơ hội có con để nói dòng hả. Nó nói rồi cười hai dì cháu rồi cười không mà. Nhưng mà mong rằng là em trai dù cha ra sao, dù cha như thế nào cũng đừng hận, bởi vì có cha thì mới có em. Bởi vì cái chuyện của cha mẹ có thể trước đây hôn nhân không hạnh phúc, hoặc là có thể là cha bỏ mặc em, cũng như là không đối xử không tốt với gia đình, nhưng mà mình cũng đừng hận. Bởi vì là dù như thế nào đi chăng nữa, cha vẫn là cha. Dù cho là cha có ăn cướp ăn trộm, cha có vào tù ra tội, vẫn là cha của mình. Có cha thì mới có mình. Nó hẳn, nó nói ổng là không quan tâm đến nó, không có thăm gì đó. Rồi hôm bữa nó nghe ổng cũng có điện cho chị, ổng cũng gửi gắm nó gì đó, thôi nó lên đây làm gì đó. Rồi chị cũng mà dạ dỗ nó rồi, cái chị nói trời, nó lên đây ở là an tâm đi, ở với em là an tâm đi. Dạ rồi thì cái câu chuyện của mình thì nói chung là từ đầu, tóm lại câu chuyện mình từ đầu tới đuôi thì cô chú anh chị cũng hiểu một phần nào. Hy vọng rằng khi mà anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này sẽ nhận được cái thông tin của cháu của chị, để biết rằng là cháu của chị đang ở phương trời nào đó. Nếu cái trường hợp xấu nhất xảy ra là cháu của mình bị lừa và bán qua Campuchia thì cháu của mình cũng phải bình tĩnh để mà liên hệ về với gia đình, hoặc là liên hệ với anh em của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cùng ngồi lại với gia đình để tìm ra cái cách, cái phương hướng để mà cứu cháu mình một cách an toàn nhất quay trở về. Thì cái sự việc của chị thì anh em đã ghi nhận. Thì hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cháu của mình. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em chia sẻ câu chuyện hình ảnh của gia đình nhà mình lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cháu mình về không? Chị đồng ý không? Dạ bây giờ chị thì mẹ hồi sáng thì mẹ nó nói là kêu khỏi ghi hình, nhưng mà chị nói phải nên ghi đặng cho người ta mới chia sẻ ra mới dạ. chứ không ghi rồi sao người ta biết. Bây giờ cái này là tùy gia đình nhà mình ấy. Ở đây là anh em giúp đỡ hoàn toàn miễn phí nhá. Và anh em và bên chị á, nhờ thì anh em giúp. Dạ đó, nên mà tùy gia đình nhà mình cứ phải suy nghĩ kỹ đi. Đó là chị có đồng ý thì anh em đang, còn không đồng ý thì thôi nhá. Để có gì để em điện cho mẹ nó đi. Rồi. Chị điện luôn đi, bởi vì trên nhà đang còn chị điện alo luôn đi. Đúng rồi, bấm đi gọi đi, bởi vì trên nhà còn rất nhiều người đang chờ mà bây giờ đặc biệt là trưa nắng rồi chị ạ. Nha. Bé lại đưa cho dì nói chuyện đi. Sao nghe nè. Rồi sao rồi, vừa có cho ghi hình đăng lên không? Ai biết. Ghi hình là ghi hình mày, ghi hình tao đâu mà tao biết. Rồi chị đưa cái điện thoại đây cho em nói chuyện nào. Em muốn nói chuyện, bởi vì giúp những cái trường hợp như thế này thật sự bản thân em không muốn giúp. Nha. Bởi vì khi lên đây nhờ anh em mà như thế này là anh em giúp cũng không vui đó.
Alo, em chào chị. Alo, nghe. Chị có thể giới thiệu chị tên gì? Tôi là tên Huệ, mẹ của bé Mến á. Rồi, hôm nay chị có biết rằng là em gái của chị về đây tìm con chị không? Có, tôi có nhờ nó đi qua bản gặp cháu anh Hải để mà nhờ đi tìm con á. Chị có biết rằng là lên đây anh em sẽ quay phim ghi hình và đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình không? Chị có biết không? Có. Rồi bây giờ ý chị sao nè? Thì nếu mà nó chịu ghi thì ghi, chứ tôi đâu có cấm cản gì đâu. Là bây giờ chị có đồng ý cho chị gái này đăng cái hình ảnh của con chị lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình về không? Dạ đồng ý. Anh em ở đây em nói cho chị rõ luôn nhá, anh em ở đây là giúp hoàn toàn miễn phí chị nha. Và dạ, mọi người về đây nhờ thì anh em mới giúp nha. Đó, dạ, hình thức là anh em ở đây là giúp đời giúp người thôi, và đặc biệt là giúp những cái chương trình tìm kiếm người thân thôi nhá. Thấy thương, dạ, thấy thương mọi người thì anh em mới giúp thôi nhá. Dạ. Đó, thì bây giờ chị gái nói chuyện với chị đi. Vì bây giờ tôi cho ghi hình đi, đặng cho lan rộng ra, đặng cho tìm lẻ chứ. Bây giờ em hỏi chị đó, là mẹ của người ta là nhờ chị đen á, chị không có hiểu. Chị á, ý em nói là chị không có hiểu á, là mẹ người ta cũng muốn chị lên đây nhờ để ghi hình á. Bởi vì chị thì chị không có ngại lên rồi, tại vì chị đã đến đây tìm cháu chị là chị không có ngại. Là chị có đồng ý không, cho anh em đăng không? Đồng ý. Đồng ý đúng không? Mình suy nghĩ kỹ chưa? Chắc chắn chưa? Chắc chắn. Dạ hồi nãy nói vậy. Mình có sợ gì không? Mình có vay nợ ai không? Mình có làm cái gì có lỗi với ai không? Đăng cái này lên có ảnh hưởng tới chị, tới con, tới cháu mình không? Không, đâu có gì đâu. Chị đã đến đây chị tìm cháu chị là chị đâu có ngại ảnh hưởng với chị. Chắc chưa? Chắc. Suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi. Chồng có la không? Chồng con ở nhà có la không? Có biết chuyện này không? Chị là tự chị đi giờ chứ không có sợ chồng con gì la hết. Tại vì chị đã đến đây chị tìm cháu chị. Rồi. Là đồng ý đúng không ạ? Dạ thưa cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị xem video này có thấy em trai, chị tắt máy đi. Nếu cô chú anh chị xem video này có thấy em trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp em trai này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Cái sự việc của chị thì anh em đã ghi nhận, thì em không biết nói gì hơn, thì chúc chị cũng như là gia đình nhà mình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là cháu của chị sẽ sớm quay trở về một ngày gần nhất chị nhé. Dạ rồi, thì em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.